đấy các bạn ơi, đỗ của mình hôm nay mình ăn là giờ nó còn lác đác quá là mình phá đi, xong mình lại lấy cái cây này vác sang cái giàn tiếp theo để lại bắt đầu ăn tiếp. Thì quả cũng vẫn còn sai lắm, nhưng mà cái quả nhánh nó không có to đâu, không có to. Hôm nay mình lại bắt đầu đây, mình lại bác sang bên đây cho nó này. Bây giờ ăn bên ấy là bên này lại chuẩn bị là ăn tiếp này các bạn. Bên này là lại chuẩn bị xếp leo dần. Còn bên đây thì hôm nay là bắt đầu mình phá là trồng. Mình cắt xót là để quả nó chỉ thế này, nó không có nuột nà như lần trước đâu, vẫn còn quả đây này, cái gốc này kìa. Từ gốc đây đến ngọn cũng vẫn còn sai thế này các bạn. Đây. Nào, cứ mỗi một nách là một cắt nhá các bạn này, nách này ba cắt luôn. Nhưng mà nó bé lắm, nó nhỏ, mình không ăn hết thôi, mình phá đi bắt đầu mình dồn cái khác. Sai đấy. Này cái dùm này nó sai đấy. Cái rủ này 4-5 cặp nhưng nó chỉ có nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ cái chỗ này xong bắt đầu ở bên dưới là mình lại nhà bắt đầu. Đây này bên dưới mình lại bắt đầu cho một hốc mướp khác tiếp theo rồi các bạn. Bắt đầu mình đang khoanh gốc đây này. Nó cứ lên đến đâu là các bạn lại khoanh tròn lên gốc như thế này nhá. Thế là bắt đầu là lấp tí đất lên. Lấp tí đất lên là cái rễ nó ra ở cái nhánh này là lát nữa nó khỏe cái cây mướp. Chứ chưa nó cứ leo lên là các bạn lại cho nó xuống để khoanh 2-3 vòng gốc đi. Nhanh được ăn nhưng mà cái đỗ này nó cũng nhanh tàn chứ nó không có ăn bền bỉ như mướp mi các cái loại khác. Đỗ ăn nó cũng nhanh tàn lắm mà nó cũng nhanh được ăn. Mướp nhiều thì chắc là mình lại phải làm một gốc gì nó khác, ăn cho nó khác. Đây này các bạn, mướp này đấy, nó già xài lắm đấy, mà đỗ ở dưới là mướp ở trên giờ này nó cao quá trời rồi, quả này. Lát nữa mình sẽ lại thu hoạch những cái quả mướp ở đây nhiều chưa. Có một cái nước thôi mà ăn nó thao, cứ cắt liên tục. Mới hôm qua cắt 2 quả này, hôm nay 2 quả này cũng lại bắt đầu cắt thì sợ có ăn tới rồi. Hôm nay cắt này. Của mình phá đi thì bây giờ sới đất cho nó tơi lên rồi bây giờ mình sẽ dòng rau diếp xà lách nhé.
xuống đi.